Xin chào chuyên Ngọc Hân và chào quý gia đình. Tôi tên là Minh Nguyễn Archibald Nguyễn. Hôm nay tôi xin phép làm một clip để tổng quan về cái chương trình cần học của Ngọc Hân và những cái hạng mà chi phí mình cần đóng và đánh giá về cái năng lực học của Ngọc Hân. Thì hiện tại thì mình đã tham gia học là tính từ năm 2019 cho đến năm 2020 là mình đã tham gia học là trên cả 4 tháng rồi. Và hiện tại thì những cái năm mà của năm 2000 gọi là những cái tháng của năm 2019 thì chúng tôi đã liên kết với gọi là liên kết với lại Ngọc Hân, chương Ngọc Hân của mình và bãi bỏ toàn bộ tất cả những cái tháng học năm 2019 xem như đó là những cái tháng phụ đạo, xem như đó là những cái tháng mà chúng tôi tạo cái sự mà gọi là làm quen với môi trường đối với Hân và cái chương trình học tiếng Anh của mình. Thì cái lý do mà chúng tôi bãi bỏ là tại vì chúng tôi tạo cái cơ hội và tạo gọi là tạo cái uy tín trên thị trường và cái sự khác biệt từ dịch vụ của chúng tôi. Do là khi mình học xong năm 2019 thì cái mùa dịch nó xảy ra khá dài và sau đó thì chúng tôi cảm thấy khi mình học và mùa dịch nó xảy ra khá dài thì nó kéo cái kỹ năng tiếng Anh của Ngọc Hân xuống thì làm cho mọi thứ nó gọi là nó mất đi và Ngọc Hân cũng tham gia một số cái lớp internet gọi là cái lớp mà online trong cái mùa dịch của mình nhưng mà không được đều đặn là do cái sự mà gọi là thứ nhất là khi mà một cái việc gì đó nó thay đổi một cách đột ngột quá thì là bé gọi là Ngọc Hân của mình đang là sinh viên của đại học thì Ngọc Hân sẽ gọi là bị ngợp so với cái sự thay đổi đó. Nhưng mà sau một thời gian Ngọc Hân quen với việc học online, bởi vì chúng tôi đang sử dụng cái phương pháp biểu đồ tư duy lồng vào cái phương pháp thuyết trình và cái phương pháp lập luận trong tiếng Anh thì là gọi là cái cách học này nó gọi là nó đánh mạnh vào cái kỹ năng tiếng Anh và nó kéo toàn bộ cái trình độ của Ngọc Hân lên. Hiện tại Hân của mình có thể nói, có thể thuyết trình trong tiếng Anh và mọi thứ gọi là rất là lưu loát và cái sự tư duy của Hân của mình nó vượt xa hoàn toàn so với Hân của năm 2019 là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cả những cái bài văn mà viết tiểu luận của Hân thì chúng tôi đã đọc qua và Hân em hãy nắm bắt một điều là tôi đã chia sẻ với em ngay từ đầu. Tất cả những bài tiểu luận của em không thể nào mà sửa giống như bình dân học vụ. Tất cả những bài tiểu luận của em khi em coi lại và khi em thuyết trình hoặc là khi em nói những cái ý kiến tại lớp là những cái bài tiểu luận đó, những cái bài viết đó là cái sự chuẩn bị kiến thức á, cái sự chuẩn bị cái ý kiến, cái sự chuẩn bị cái thông tin để em nói và va chạm trong lớp. Khi em học online tôi kêu liên tục, ok, tôi kêu Tuân, tôi kêu Hân, tôi kêu Diệm Tiên, tôi kêu Diệm Linh hoặc là tôi kêu được gọi là Ngọc Hân, tôi kêu Thảo Nguyên là em có thể gọi là bị kêu liên tục và khi em bị đẩy liên tục như thế này mà gọi là áp lực như thế này thì em sẽ bộc được cái tài năng, em sẽ bộc được cái kỹ năng tiếng Anh của em ra. Do đó tất cả những cái bài tiểu luận chúng tôi coi nhưng mà coi không phải sửa giống như là lớp 1, lớp 2, lớp 3. Chúng tôi coi để lấy cái ý tưởng đó phát triển ra những cái bài mà trong biểu đồ tư duy. Lý do đó là lý do tại sao mà em cảm nhận được cái tiếng Anh của em nó thay đổi ở thời điểm hiện tại. Không có cái gì mà nó tự nhiên hết và không có cái gì mà học viên nộp mà mình bỏ qua hết tại vì em là đang là sản phẩm mà chúng tôi đang đào tạo trên cái thị trường này. Do đó thì Hân hãy cố gắng đẩy mạnh hơn và Hân em phải gọi là sắp xếp lại cái cuộc sống của em để chúng tôi có được nhiều cái thời gian để tiếp cận em hơn. Tại vì mỗi khi mà em học mà em off hoặc là em học mà em vướng lịch của trường đại học mà chúng tôi không nhận được cái thông tin thì ngay lập tức đó là gọi là chúng tôi sẽ gọi là bỏ em qua một bên và chúng tôi đợi khi nào mà em bình tâm lại thì chúng tôi mới bắt chuyện với em. Và cái quá trình mà gọi là đợi học viên và đợi và gọi là đợi học viên để tiếp cận học viên á thì cái quá trình đó không phải là đơn giản tại vì em đang theo học cái gói chương trình mà chúng tôi đảo hạn lại hoàn toàn được gọi là chương trình tiếng Anh trọn đời chứ không phải là học theo cái kiểu mà học khóa nào đóng khóa đó, học xong khóa này, học xong một năm này không lấy được bằng thì đóng tiếp năm khác hoặc học xong khóa 6 tháng không lấy được bằng thì đóng tiếp những cái khóa tiếp theo thì cái đó là cái điều kiện không đúng chất và nó không có phải là cái sự hỗ trợ chương trình của chúng tôi. Do đó thì Ngọc Hân và gia đình hãy xem xét lại và bây giờ chúng tôi xin phép đi vào trong cái văn bằng của mình đang học và đang được tài trợ những gì và cũng song song đó là chúng tôi sẽ báo cáo cho quý vị là mình đã đóng được bao nhiêu và mình phải tiếp tục đóng bao nhiêu tiếp theo. Dạ vâng, ở đây được gọi là tất cả các văn bằng của các kỳ thi quốc tế của cộng đồng châu Âu thì mình đang có 3 văn bằng nổi nổi cộm trên thị trường là IELTS, TOEFL, TOEIC. Và TOEIC giống như là một cái bằng để mình gửi mình nộp vào trường đại học và mình lấy cái bằng đó ra.
Hoặc là TOEFL cũng giống như một cái bằng mà mình để xuất khẩu lao động và nó có tiếng để gọi là xuất khẩu lao động quốc tế, hoặc là để nhập học quốc tế, hoặc là đi học ở đâu, đi xin việc cầm cái bằng TOEFL là một, cầm cái bằng Cambridge là hai, là mình vừa nhận được lương cao mà mình vừa có thể nhảy việc và mình có cơ hội va chạm công việc hơn rất nhiều bạn học viên. Và cái thứ ba nữa là bằng IELTS, thì IELTS cũng có giá trị 2 năm, tất cả IELTS, TOEFL, TOEIC có giá trị 2 năm hết hạn. Tại vì lý do mà nó có giá trị 2 năm hết hạn nó cũng tương xứng với cái kỹ năng tiếng Anh của em á. Khi mà sau 2 năm rồi cái tiếng Anh của em nó sẽ bị mai một dần đi. Mặc dù thì em có va chạm môi trường quốc tế để làm việc, em có va chạm môi trường quốc tế để học, nhưng mà khi mà nó bị mai một đi thì cái kỹ năng còn lại em có thể giữ được chỉ là cái kỹ năng nói trong tiếng Anh, hoặc cái kỹ năng viết những cái bài mà gọi là thư từ hoặc là viết email nó liên quan đến trong cuộc sống đời thường thôi. Chứ còn lại mà để cao chạy xa hơn, cao hơn, khác biệt hơn, nhảy môi trường làm việc quốc tế này sang môi trường làm việc quốc tế kia, chỉ có một cái hệ thống duy nhất mà người ta đang sử dụng tại thị trường châu Á của mình trong tất cả các trường quốc tế là hệ thống Cambridge. Và kể cả các trường quốc tế học thì Cambridge thì học đó, nhưng mà không đẩy được văn bằng. Thì cái văn bằng đầu tiên mà Hân phải đi thi vào tháng 1 hoặc là tháng 2 2021 là bằng CAT. CAT tương ứng như là một cái bằng quốc tế lao động nhẹ, lao động nhẹ ở nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp, cửa hàng, công ty, văn phòng lao động, văn phòng đại diện nước ngoài. Tất cả những cái quốc tế mà lao động mà nhẹ, mà khi mình qua bên nước ngoài xuất khẩu lao động, nếu mà mình có cơ duyên hoặc là mình ở Việt Nam mà mình làm việc gọi là nhẹ nhàng á, thì người ta sẽ dùng bằng CAT. Còn làm việc sử dụng đầu óc một chút xíu, ngồi văn phòng máy lạnh làm việc là người ta sẽ sử dụng bằng PET. Tại PET phiên điểm ra IELTS 5.0, phiên điểm ra TOEFL 86 trên 120, phiên điểm ra TOEIC 775 điểm trên 990 điểm. Do đó, em học chuẩn thì em thi cái gì cũng được. Thì ở đây CAT là em phải lấy 2021, PET em phải lấy vào giữa năm 2021 và FCE em nên lấy vào cuối năm 2021. Em thâu tóm toàn bộ cái văn bằng Cambridge chuẩn nhất của thị trường, và bằng FCE là bằng cao. Ok, trong trong cái trình độ của Cambridge, của trong trình độ Cambridge của mình, nó tương ứng IELTS 6.5, TOEFL 109 trên 120, TOEIC 875 trên 990 điểm. Thì khi lấy được bằng FCE là mình làm trong những cái vị trí cao trong một cái hệ thống công ty. Và đối với bằng CA được xem như là bằng cử nhân ngôn ngữ Anh, hoặc là CP được gọi là thạc sĩ ngôn ngữ Anh, thì đối với hai cái bằng này thì chúng tôi sẽ không tài trợ trong cái chương trình học. Tại vì cái hợp đồng của mình đang đóng là cái chương trình gọi là trước đây, hợp đồng của mình đóng là chỉ đóng trong vòng một năm thôi, hết năm đó là hết hạn, hết năm là hết hạn. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đầu tư tài trợ để tạo sự khác biệt trên thị trường. Sau mùa dịch, chúng tôi chuyển toàn bộ cái chương trình hợp đồng này từ một năm sang chương trình hợp đồng được gọi là trọn gói. Có nghĩa là anh chị học như thế nào thì học, miễn sao cầm đủ cái văn bằng tốt nghiệp ra trường là xong. Thì cái hợp đồng coi như là chúng tôi hoàn thành. Và khi mà Hân, Trương Ngọc Hân nói với chúng tôi, bây giờ em lấy được tất cả những cái văn bằng, thứ nhất CAT, thứ hai PET, thứ ba FCE, thứ tư TOEIC, thứ năm ok IELTS, em lấy được tất cả các văn bằng rồi, em hài lòng với cái trình độ tiếng Anh của em có thể tốt nghiệp ra trường, thì lúc đó chúng tôi đã làm xong công việc. Và cái chương trình hợp đồng chạy theo hợp đồng, có nghĩa là hợp đồng chương trình tiếng Anh chọn gói trong cuộc đời của mình. Thì hy vọng Hân và chương trình bổ sung toàn bộ chi phí còn lại của chương trình của mình. Hân và gia đình đang tham gia khóa là 40.800.000 Việt Nam đồng. Chúng tôi tại 648/6 Cách mạng tháng 8, phường 1, quận 3, văn phòng đại diện ESD tại 648/6 Cách mạng tháng 8, phường 1, quận 3 đã nhận hai đợt đóng. Mà tổng cộng hai đợt đóng là 20.400.000 Việt Nam đồng. Thì mình đang còn 20.400.000 Việt Nam đồng. Chúng tôi sẽ xin phép thâu những cái chi phí còn lại vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Đợt 1 đã đóng rồi, đợt 2 đã đóng rồi, đợt 2 gọi là đã đóng rồi, và đợt 3 và đợt 4, tại vì gia đình tôi đã gọi và nói chuyện trực tiếp với lại một cô là gọi là mẹ của Ngọc Hân ở trên điện thoại, và mẹ Ngọc Hân xin phép là sẽ chi trả vào trong 4 đợt. Và bây giờ đến năm 2020, chúng tôi cần nhận toàn bộ số tiền đầu tư còn lại
của phần chương trình học của học của Ngọc không, để chuyển cái khóa mà học theo năm như thế này thành cái khóa học chọn gói của cuộc đời, và gọi là tất cả mọi thứ là phải thu nhận vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 của mình. Thì do đó quý gia đình hãy xem xét lại cho chúng tôi. Tổng chi phí đầu tư là 40.800.000 40.800.000 Việt Nam đồng, và chúng tôi đã nhận hai lần. Lần thứ nhất là 10.200.000 và lần thứ hai là 10.200.000, là 20.400.000. Và bây giờ chúng tôi sẽ thâu tiếp tục, gọi là cái nguồn tiền cuối cùng là 20.400.000 Việt Nam đồng, là tổng của đợt 3 và đợt 4. Và cái chi phí này chúng tôi xin phép nhận vào ngày 12 tây tháng 11 năm 2020 này. Và ở đây chúng tôi sẽ phải đảm bảo về cái phần là, thứ nhất là cái hợp đồng chương trình của mình là ngày bắt đầu lại toàn bộ, xem như những gì 2019 xí xóa, coi như là đầu tư cho hơn, va chạm với môi trường tiếng Anh, cái thói quen tiếng Anh, và bây giờ phải đẩy và ép kỹ năng trong văn bằng. Thì ở đây là ngày 10 tây tháng 10 năm 2020. Và đây thì chúng tôi sẽ lấy của Ngọc Hân của mình, là gọi là phải hoàn thành tất cả các văn bằng Get Patch FCE và bằng IELTS 6.5 và bằng TOEIC 875. Thì ở đây là toàn bộ cái thông tin mà chúng tôi cần phải truyền tải trong cái video này. Và khi chúng tôi nhận được toàn bộ chi phí thì hợp đồng của Ngọc Hân sẽ bắt đầu tiếp tục lại. Đây là thu nhận toàn bộ theo hình thức chuyển khoản, và chuyển khoản theo tài khoản cá nhân hoặc là đóng tiền mặt trực tiếp. Thì bây giờ hiện tại nói về cái chương trình học vấn của Ngọc Hân, Hân đang rất phát triển trong tiếng Anh, và chúng tôi muốn tạo cho Hân một cái văn bằng, những cái văn bằng có giá trị vĩnh cửu trong cuộc đời, tương ứng với IELTS quốc tế, tương ứng với TOEFL quốc tế. Và cái bằng văn bằng, những cái văn bằng mà Get Patch FCE này, nó có giá trị không phải ở Việt Nam, mà nó có giá trị toàn cầu, trên toàn thế giới. Đi nước nào người ta cũng chấp nhận những cái văn bằng này như là cái văn bằng mà chứng thực cái khả năng tiếng Anh. Do đó thì chúng tôi hy vọng gia đình nhận được cái quyết định của gia đình vào ngày 10 tháng 11 năm 2020 là ngày mai, để chúng tôi bắt đầu làm việc về hợp đồng và giấy tờ để thu nhận chi phí vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Thì chúng tôi rất cảm ơn quý gia đình đã tin tưởng và đầu tư cho Ngọc Hân tại công ty của chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn, và chúng tôi sẽ cố gắng hết lực để gọi là để linh hoạt thay đổi theo cái lịch trình học của Ngọc Hân. Tại vì bây giờ cái số lượng học, buổi học của mình có thể tối đa số buổi luôn. Mình không cần trả tiền thêm, mình không cần bổ sung học phí thêm, mình chỉ cần chọn cái giờ học và tối đẩy tối đa số buổi thì mọi thứ nó sẽ ổn định. Và khi chúng tôi đang làm việc như thế này, chúng tôi bị phạm phải một cái sai lầm á, là khi chúng tôi làm việc với Ngọc Hân mà khi đẩy tối đa số buổi thì có những buổi mà chúng tôi quên đi Ngọc Hân luôn, là do là bé gọi là Ngọc Hân của mình là lúc học đại học, rồi sau đó chúng tôi không có nắm bắt được cái thông tin, nên những cái ca học với những cái bạn khác thì bé lại bị quên lãng. Do đó chúng tôi xin lỗi quý gia đình về cái việc này. Thì hiện tại chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, và mọi thứ là tối đa số buổi học, không nhận thêm chi phí, hợp đồng chọn gói cả đời, khi nào tốt nghiệp ra bằng không nhận thêm chi phí, và tất cả mọi thứ hợp đồng phải thanh khoản toàn bộ chi phí còn lại 20.400.000 Việt Nam đồng vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Chúng tôi xin cảm ơn quý gia đình rất là nhiều. Cảm ơn Hân nha, anh đã cố gắng nỗ lực và em rất rất thành công ở hiện tại. Tôi muốn em thành công hơn và tạo ra được cái sản phẩm tốt hơn. Do đó tôi sẽ gọi là tôi sẽ cố gắng, và nhân viên đào tạo của chúng tôi sẽ soạn thảo ra những cái biểu đồ tư duy để giúp em phát triển cái kỹ năng của em. Thank you so much. Cảm ơn quý gia đình. Cảm ơn Ngọc Hân, và chúc quý gia đình và Ngọc Hân một ngày tốt lành và an lành. Thank you so much và goodbye ạ.